muốn để đem cái có những cái sản phẩm âm nhạc để gửi đến cho quý vị khán giả, đặc biệt là trong cái mùa Valentine này sẽ có những cái sản phẩm âm nhạc cũng như sẽ có những cái bài hát để quý vị khán giả có thể nghe được thật nhiều, không chỉ riêng dịp Valentine. Phúc có nghĩ các cặp đôi nên ra ngoài hẹn hò hay không? Hơi khó nhỉ, cứ nói như này được ta. Thực ra thì đấy, thì bây giờ rằng là em nghĩ rằng là cái nghĩa là thực sự là đúng rồi, bây giờ hiện tại là đang trong cái thời điểm mà gọi là dịch bệnh đấy. Nhưng mà chắc chắn rằng là mỗi người của chúng ta sẽ đều phải có nhận thức rõ ràng về cái gọi là cái nguy hiểm của cái dịch bệnh đó như thế nào, để chúng ta gọi là không bị mù quáng và cũng như là không bị theo dõi nhầm những cái thông tin mà sai lệch về cái dịch bệnh này để khiến chúng ta hoang mang. Còn cái việc mà chúng ta gọi là đi chơi Valentine như nào thì thực ra em nghĩ rằng đó là do mỗi người thôi. Bây giờ đến cả người nào đã muốn đi rồi gọi là gì, ăn chơi không sợ mưa rơi, đi tắt. Còn người nào đã không muốn đi mà gọi là muốn ở nhà thì kiểu gì họ cũng ở nhà thôi à. Phúc được nhận quà Valentine chưa? Đến cho thời điểm này là cũng là chưa bao giờ được nhận một món quà nào Valentine. Nhưng mà trong những cái dịp Valentine thì thường là đi diễn nhiều, và năm nay chắc là ế rồi đấy, ế sưng lên rồi. Và được cái dịp Valentine mọi năm là đi diễn thì là được fan tặng rất là nhiều, thì em coi đó là những cái món quà Valentine mà cũng là ý nghĩa đối với em. Vậy Phúc có bao giờ tặng quà Valentine cho ai đó chưa từ trước đến nay? Thực ra rằng là hình như là cũng là chưa luôn đấy. Đấy, em chưa nhận được của ai nên em cũng không bao giờ tặng cho ai. À, sao mà lấy được của em? Phúc ơi, tình hình dịch bệnh làm cho Phúc hoang mang như thế nào? Vì giới nghệ sĩ chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hoang mang như thế nào thì cũng đã có hơn cả yêu. Hơn cả yêu luôn ở bên cạnh mọi người. Với một thông điệp rất là tích cực và cũng như là một thông điệp về tình yêu để gọi là lan tỏa đến tất cả mọi người. Nói vui vậy thôi, nhưng mà thực sự rằng là khi mà gọi là về cái thông tin dịch bệnh như này thì em nghĩ rằng là không chỉ riêng nghệ sĩ đâu, tất cả mọi nơi, mọi ngành nghề, mọi thứ đều gọi là đình trệ đi một chút xíu. Thì em cũng chỉ hy vọng rằng là sẽ được nghe những cái thông tin mới và tích cực hơn về cái dịch bệnh này, gọi là sớm, gọi là có thể là hết dịch đi càng tốt, để mọi thứ và cũng như là mọi công việc hay là mọi cái vận hành như mọi khi nó sẽ quay trở lại được như bình thường, để nói chung là tất cả mọi người đều đỡ khổ. Cảm ơn em. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người ạ. Tối soi đúng không?